Khai thị chuyên đề 1200 đề tài của Hòa Thượng Tịnh Không. Đề tài 2: tự hạ mình tôn người, cống cao ngã mạn. Đây là phiền não rất nghiêm trọng. Có cái phiền não này, tất cả thiện pháp bạn không thể tiếp nhận, không thể chứng được đạo. Cống cao ngã mạn, không thể tiếp nhận, không chịu tu học, cho nên nhất định phải học khiêm hạ. Phải khiêm tốn hạ mình, tự hạ mình mà tôn người. Đây là lễ tiết căn bản thời xưa của Trung Quốc. Khi Phật Đà còn tại thế, đều tôn kính đối với bất cứ người nào, không dám khinh thường tất cả chúng sinh. Mọi người rất quen thuộc đối với Lục Tổ. Xác thật Lục Tổ đã minh tâm kiến tánh, đó là Pháp Thân Bồ Tát, không phải là người thông thường. Ở Huỳnh Mai, có một số người tu hành, hành giả là người chưa xuất gia, đến ở trong tự viện tu hành. Ngài thấy những người này đều gọi là thượng nhân, đều cung kính, không dám xem thường. Chính mình đã chứng được Pháp Thân, đối với một phàm phu, đều tôn kính đến như vậy. Đây là người chân thật có đạo. Ngày nay, ta xem thấy có một số đồng tu xuất gia, vừa cạo đầu, vừa mặc áo cà sa, cống cao ngã mạn, liền tự cho mình hơn người, vậy thì đặc biệt sai lầm. Bạn nghĩ mà xem, bạn có thể sánh bằng Phật không? Bạn có thể sánh bằng Lục Tổ không? Vậy ta có nên cống cao ngã mạn chăng? Nhất định phải giác ngộ. Chân thật muốn thành tựu, nhất định phải hạ mình mà tôn người. A Di Đà Phật.